Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng đi học môn mỹ thuật lớp 2. Các em ạ, mọi người thường nghĩ mỹ thuật là vẽ tranh và chỉ có vẽ tranh thôi. Nhưng điều này chỉ đúng có một phần thôi. Bởi vì vẽ tranh chỉ là một phần của hội họa. Mà trong khi đó mỹ thuật thì gồm có cả hội họa này, điêu khắc này, đồ họa này, vân vân. Và nó được thể hiện bằng nhiều cách và làm bằng nhiều chất liệu. Hôm nay, để hiểu hơn về mỹ thuật trong cuộc sống thì chúng ta sẽ cùng đi học chủ đề 1, mỹ thuật trong cuộc sống. Các em hãy mở sách trang số 5 ra cho thầy. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu mục tiêu của chủ đề. Mục tiêu của chủ đề này là chúng ta phải biết được sự đa dạng và gọi được tên tác phẩm hoặc sản phẩm mỹ thuật trong cuộc sống. Và để hoàn thành được mục tiêu này thì xin mời các em hãy cùng đi quan sát một số bức ảnh chụp lại các sản phẩm mỹ thuật hoặc là các tác phẩm mỹ thuật. Xin mời các em cùng xem bức ảnh chụp tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ của tác giả Nguyễn Hải. Tượng đài này làm bằng kim loại đồng. Loại hình tượng thì chúng ta có thể ngắm nhìn tác phẩm từ nhiều phía. Và ở trường học thì các em đã được biết là chúng ta có tượng Bác Hồ làm bằng thạch cao và để ở trên sân khấu trong các buổi lễ trọng đại của nhà trường. Như vậy là các em đã biết về tượng là gì rồi đúng không nào? Và trong loại hình điêu khắc còn có phù điêu, thế thì chúng ta sẽ cùng xem một bức ảnh khác. Xin mời các em xem tác phẩm Hạnh Phúc của tác giả Phạm Gia Giang. Tác phẩm này thuộc loại hình phù điêu đắp sơn. Phù điêu đắp sơn là người ta dùng nguyên liệu đắp bồi trên một mặt phẳng cho nó nổi khối lên. Có nhiều cách làm phù điêu như cắt, khoét, gọt, đục, đẽo, chạm, chỗ. Và chúng ta sẽ cùng xem một tác phẩm khác, đó là chạm khắc là trên kiến trúc đình Hương Canh của huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là người ta đục đẽo có những người đang chèo thuyền, rồi các hoa văn họa tiết rất là đẹp, rất là tinh xảo. Khi nào có dịp, các em hãy đến đình hoặc chùa ở địa phương mình để ngắm sự tinh xảo của nghệ thuật chạm khắc. Tiếp theo, xin mời các em đến với chất liệu đất lạnh. Đây là sản phẩm sự chuyển động của tác giả Nguyễn Thùy Linh. Chất liệu đất lạnh thì ở lớp 1 các em đã được làm quen. Người ta có thể cắt, gọt, xoe, xiết, vuốt, lăn và gắn đính để tạo thành sản phẩm. Các em học sinh thân mến, các em học sinh thường vẽ tranh trên giấy, nhưng vẽ tranh cũng có nhiều cách thể hiện như vẽ tranh trên tường. Ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, người ta dùng sơn vẽ lên bức tường lớn để tạo thành một bức tranh sinh động, làm cho khung cảnh thêm tươi vui. Hoặc chúng ta có thể cùng ngắm bức tranh mùa hoa gạo làm bằng chất liệu lụa của tác giả Tạ Thúc Bình. Thì ở đây tranh lụa người ta sẽ dùng màu nước và vẽ nhiều lần trên vải lụa. Hay là chúng ta còn thấy những bức tranh cổ động để cổ vũ mọi người về một phong trào nhất định nào đó được trưng trên các con phố hoặc là những nơi mà mọi người dễ thấy, dễ nhìn.
Hay là chúng ta còn nhìn thấy người ta trăng đèn, kết hoa, trang trí cho đường phố thật đẹp trong những ngày trọng đại của đất nước. Hoặc người ta có thể kết hợp các loại hình nghệ thuật để thể hiện nội dung, để thể hiện một nội dung như là tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột. Chúng ta thấy rằng người ta có tượng đài này, rồi người ta còn sắp đặt cả chiếc xe tăng nhân chứng của lịch sử trong chiến thắng Buôn Ma Thuột. Các em học sinh thân mến, và còn rất nhiều loại hình, chất liệu thể hiện chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu trong các chủ đề hoặc là các lớp học tiếp theo. Còn bây giờ, các em hãy chuẩn bị đồ dùng học tập như là sáp màu, giấy màu, đất nặn. Và các em hãy quan sát nhà mình có đồ vật nào được vẽ trang trí bằng các led, các hoa văn họa tiết không. Và để video sau, chúng ta sẽ cùng học chủ đề số 2. Còn chủ đề số 1 của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào, tạm biệt các em và hẹn gặp lại.